Xin chào các bạn, đón chào các bạn trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Nguyễn Như Quân. Thưa các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về drusen. Chúng ta cũng biết rồi, drusen đấy là một cái sang thương quan trọng và vô cùng cơ bản của một cái bệnh lý rất thường gặp, đấy chính là bệnh lý thoái hóa màng tiểu tuổi già. Và một điều tôi cảm thấy rất là vui vinh dự là ngày hôm nay tôi đã mời được bác sĩ Dương Minh Nguyệt. Bác sĩ Dương Minh Nguyệt là một bác sĩ trẻ và tài năng ở trung tâm mắt Tinh Anh. Hôm nay cô sẽ đến và trao đổi với chúng ta về drusen và cái mối liên hệ với bệnh AMD. Nếu mà quý vị muốn trao đổi chuyên môn hay là có muốn liên hệ với bác Dương Minh Nguyệt thì tôi có để thông tin ở bên dưới phần mô tả của video này. Về cái nội dung của trao đổi ngày hôm nay thì bác sĩ Dương Minh Nguyệt sẽ nói về ba vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất đấy chính là cái phức hợp biểu mô sắc tố màng Bruch và mao mạch hắc mạc, bởi vì chúng ta biết là phải nắm được cái phức hợp này về mặt sinh lý thì chúng ta mới biết được là trong quá trình sinh sống và hoạt động của con mắt chúng ta thì cái cơ chế nào hình thành nên drusen. Đấy là cái đầu tiên. Điều thứ hai là trong những trường hợp nào thì drusen sẽ là một cái yếu tố nguy cơ để chuyển hóa sang AMD. Và cái chủ đề thứ ba cô sẽ nói đấy chính là phân loại AMD và cái tương quan của drusen trong cái phân loại của AMD đó như thế nào. Và tôi tin rằng ngày hôm nay sẽ là một cái buổi trao đổi thông tin rất là thú vị. Và thưa các bạn, nếu như các bạn mong muốn có thêm những thông tin hoặc là những cái video mới và có những khách mời mới thì các bạn đừng quên like, share và subscribe. Và tôi hy vọng rằng các bạn sẽ tìm được những thông tin hữu ích trong cái video này. Và xin không dài dòng nữa, mời bác sĩ Dương Minh Nguyệt. Xin chào tất cả mọi người, em là bác sĩ Dương Minh Nguyệt đến từ Trung tâm Mắt Tinh Anh. Thì hôm nay em xin trình bày bài về drusen trong AMD thể khô. Thì như chúng ta đã biết, bệnh lý AMD hay là bệnh lý thoái hóa màng điểm tuổi già là một trong những nguyên nhân gây mù lòa đứng hàng đầu tại các nước phát triển. Với cái tần suất của bệnh nó sẽ tăng dần theo tuổi, bắt đầu xuất hiện từ khoảng 40 đến 50 tuổi trở lên. Dự kiến đến năm 2040 á, thì mình sẽ thấy được một cái biểu đồ một cái bản đồ người ta thể hiện như thế này. Với cái màu đỏ là 113 triệu dân ở khu vực châu Á, sau đó là đến khu vực châu Âu với 69 triệu dân, kế đó là 39 triệu dân ở khu vực châu Phi và Nam Mỹ, đến Mỹ và cuối cùng là châu Đại Dương. Thì với cái số lượng người mắc bệnh rất là nhiều như vậy thì đương nhiên là nó là một cái mối đe dọa thị lực cho bệnh nhân lớn tuổi. Ở trong cái bệnh lý AMD á, nó sẽ chia làm hai thể là thể khô và thể ướt. Trong đó đó, thể khô nó chiếm đến 90%, còn thể ướt thì chỉ chiếm 10%. Thì ngày hôm nay á, em sẽ đi qua ba nội dung. Nội dung đầu tiên là nói về phức hợp biểu mô sắc tố màng Bruch và hắc mạc. Kế đó là về nội dung chính là drusen, và người ta sẽ dùng cách kích thước của drusen để phân độ như thế nào trong bệnh lý thoái hóa màng điểm tuổi già. Về cái bản chất của, muốn hiểu được cái bản chất của cái drusen là gì thì trước hết mình phải hiểu được cái phức hợp cấu tạo sinh lý giải phẫu của cái bộ ba màng Bruch, biểu mô sắc tố và hắc mạc. Thì mình cũng biết được là cái lớp tế bào biểu mô sắc tố nó là cái lớp ngoài cùng của các trong 10 lớp võng mạc. Kế đó là màng Bruch và ở dưới đó nữa là hắc mạc với những cái mao mạch hắc mạc có cái cửa sổ kích thước khoảng từ 40 đến 60 nanomet cho phép các protein có trọng lượng phân tử nhỏ đi qua. Thì ở đây á, đầu tiên là nói về cái thành phần là tế bào biểu mô sắc tố thì mình có thể nhìn thấy được á, là cái tế bào biểu mô sắc tố giống như cái tên gọi của nó sẽ đóng vai trò như một cái tế bào biểu mô có chức năng là vận chuyển chủ động các sản phẩm gián hóa từ phía tế bào cảm thụ quang đi xuống mạch máu hắc mạc, đồng thời là vận chuyển các chất dinh dưỡng từ phía mạch máu hắc mạc để cung cấp cho các tế bào cảm thụ quang. Cái chức năng thứ hai của nó là đóng vai trò như một cái đại thực bào. Thì cái đại thực bào này nó sẽ có những cái vi nhung mao ôm lấy cái đoạn ngoài của cái tế bào cảm thụ quang. Khi cái tế bào cảm thụ quang này á, cái đoạn ngoài của nó già đi và rụng đi thì nó sẽ được thực bào bởi các lớp tế bào biểu mô này và kích thích để tạo nên một cái đoạn ngoài mới. Thì với cái tính mà thay đổi đoạn ngoài liên tục như vậy nó sẽ duy trì được cái tính kích thích của võng mạc.
Còn một cái chức năng nữa là bởi vì cái tế bào cảm thụ quang á, nó không có khả năng chuyển đổi on trans retinol thành 11 cis retinal, cho nên nó sẽ chuyển cái vai trò đó cho tế bào biểu mô sắc tố. Thì tế bào biểu mô sắc tố nó sẽ chuyển on trans retinol thành 11 cis retinal và cung cấp trả về cho tế bào cảm thụ quang. Đây là một cái gọi là visual cycle, thì đây nó còn gọi là một cái quá trình gọi là tái đồng phân hóa. Thì giống như mình đã nói về cái vai trò của biểu mô sắc tố ở trên, đó là đóng vai trò như một tế bào biểu mô gồm có vận chuyển chủ động, cung cấp dinh dưỡng và tái đồng phân hóa. Cái chức năng thứ hai là như một cái đại thực bào để nó thực bào cái đoạn ngoài tế bào cảm thụ quang. Và chức năng thứ còn một cái chức năng nữa là đóng vai trò như cái tế bào đệm, tức nghĩa là nó sẽ đáp ứng với những cái kích thích điện tương ứng với lại cái nồng độ kali ngoại bào. Do cái liên kết chặt á, của cái tế bào biểu mô sắc tố á, nó sẽ tạo nên một cái kháng trở xuyên biểu mô kết hợp với cái hàng rào máu võng mạc của cái mao mạch hắc mạc ở dưới, thì nó sẽ tạo thành một cái lớp để một cái màng lọc để nó chỉ cho phép những cái protein có trọng lượng phân tử nhỏ đi qua. Thành phần thứ hai á, mà em muốn nhắc đến ở đây á, là hắc mạc. Thì hắc mạc nó sẽ bao gồm có mạch máu lớn và những cái mao mạch hắc mạc có cái cửa sổ. Thì ở đây mình quan tâm tới cái mao mạch hắc mạc có cửa sổ nhiều hơn, bởi vì thì vai trò của hắc mạc nó sẽ gồm có hai vai trò chính là cung cấp dinh dưỡng và oxy cho cái lớp biểu mô sắc tố và lớp nhân ngoài, đồng thời đóng vai trò như một cửa sổ lọc, bởi những cái cửa sổ nhỏ đó chỉ cho phép protein có trọng lượng phân tử nhỏ đi qua mà thôi. Thành phần thứ ba cũng không có kém vai trò quan trọng so với hai thành phần trên, đó là màng Bruch. Thì cái màng Bruch này nó sẽ được cấu tạo bởi ba năm lớp. Thì hai cái lớp ngoài cùng là màng đáy của cái lớp biểu mô sắc tố và màng đáy của lớp tế bào nội mô mạch máu hắc mạc. Hai cái lớp kế tiếp ở trong hơn đó là cái lớp collagen trong và lớp collagen ngoài, và ở trung tâm nó sẽ là một cái lớp elastin, thì cái này nó đóng vai trò như một cái màng đàn hồi. Đây là cái giải phẫu của màng Bruch. Thì khi mà mình nói đến cái phức hợp này thì chắc chắn mình phải nhắc đến cái tương tác giữa cái lớp biểu mô sắc tố và hắc mạc. Thì cái biểu mô sắc tố bình thường nó sẽ tiết ra những cái yếu tố tăng trưởng gồm có CNTF, FGF và hai thành phần cực kỳ quan trọng là PEDF và VEGF. Bởi vì hai thành phần này đó là cái chất đối trọng và luôn cân bằng với nhau, với PEDF là cái yếu tố bảo vệ thần kinh, chống tăng sinh mạch máu, trong khi cái VEGF là cái yếu tố tăng sinh mạch máu và điều hòa lại tính thấm thành mạch. Khi một trong hai cái chất này nó mất cân bằng với nhau thì đương nhiên nó sẽ có vấn đề nảy phát sinh. Ví dụ như là cái PEDF thì nếu mà nó lép vế hơn so với cái VEGF thì nó sẽ dẫn đến tình trạng tăng sinh mạch máu vô tội vạ. Ngược lại, nếu cái PEDF nó nhiều hơn và VEGF nó tiết ít đi thì nó sẽ làm mất cái tính cân bằng trong cái điều hòa tính thấm thành mạch, và những cái cân bằng ổn định trong cái mạch máu thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái tính ổn định của toàn bộ phức hợp. Cũng tương ứng nó bộc lộ những cái receptor tương ứng chặt với cái lớp biểu mô sắc tố, ví dụ như là receptor của FGF, receptor tiếp 1, tiếp 2 của cái TGF beta và receptor 2 của VEGF. Thì người ta cũng thực hiện một cái thực nghiệm ở trên cái mô hình chuột, thì người ta thấy được là khi người ta sử dụng cái chất iodo để người ta hủy chọn lọc một cái vùng biểu mô sắc tố, thì người ta thấy được là cái biểu mô sắc tố nó sẽ làm giảm tuần hoàn hắc mạc ở ngay cái vị trí đó, tạo nên một cái vùng vô mạch vĩnh viễn do xâm nhập nguyên bào sợi, đồng thời là những cái mao mạch hắc mạc tại đó nó sẽ giảm cửa sổ và teo đi, và teo cái tế bào nội mô, tách lớp màng đáy ở quanh nội mô mao mạch. Ngược lại á, khi mà hắc mạc nó bị thiếu máu hắc mạc và tăng áp lực, hoặc là tăng áp lực mạch máu hắc mạc, nó sẽ làm thay đổi cái lưu lượng máu bình thường qua cái lớp biểu mô sắc tố và gây suy giảm chức năng của lớp biểu mô sắc tố tương ứng. Những cái thay đổi theo tuổi á, thì đương nhiên là khi mà cơ thể mình già đi, lão hóa đi thì bất kỳ một bộ phận nào trong cơ thể nó cũng sẽ có suy giảm chức năng. Ví dụ như là biểu mô sắc tố á, thì nó sẽ biểu hiện bởi cái giảm mật độ tế bào, giảm melanin của lớp biểu mô sắc tố. Mà như chúng ta đã biết là melanin là một cái yếu tố bảo vệ tế bào khỏi các stress oxy hóa.
Đối với hắc mạc á, thì nó sẽ giảm mật độ và đường kính lao mạch và mạch máu cỡ vừa, dẫn đến tình trạng là giảm dung tích máu và lưu lượng tuần hoàn. Đối với màng Bruch, nó sẽ tăng độ dày nè, tăng tích tụ lipid, thay đổi tính thấm màng Bruch, dẫn đến một cái tình trạng mà chúng ta quan tâm là tích tụ drusen. Vậy thì thật ra drusen nó là gì, bản chất nó là gì? Bản chất của drusen là những cái chất lắng đọng ngoại bào nằm giữa màng đáy biểu mô sắc tố và cái lớp collagen trong của màng Bruch. Đây là một cái sản phẩm gián hóa của biểu mô sắc tố với cái thành phần chính bao gồm lipid và protein. Tuy nhiên là sau này khi mà người ta nghiên cứu kỹ hơn về nó thì người ta cũng phát hiện thêm những cái yếu tố miễn dịch và tế bào viêm ở trong cái thành phần này nữa. Thì đối với một cái người trên 60 tuổi thì có drusen là diễn tiến lão hóa tự nhiên. Tức nghĩa là có drusen sẽ làm tăng nguy cơ gây thoái hóa hoàng điểm và có thể là dấu hiệu của thoái hóa hoàng điểm. Nhưng mà nó chỉ là một cái mũi tên một chiều mà thôi. Tức nghĩa là nếu mà bệnh nhân á, có cái tình trạng mà thoái hóa hoàng điểm tuổi già thì cái drusen là một cái dấu hiệu. Nhưng mà ngược lại á, thì có drusen không chắc là có thoái hóa hoàng điểm tuổi già mà nó chỉ có thể là một cái nguy cơ, tăng nguy cơ cho bệnh nhân mà thôi. Thì đây là một cái so sánh, một cái sơ đồ so sánh giữa cái thay đổi do tuổi tác và cái thay đổi trong cái bệnh lý thoái hóa hoàng điểm tuổi già. Thì một cái người bình thường người ta lão hóa, người ta chắc chắn sẽ có tình trạng tích tụ drusen do những cái thay đổi trong cái phức hợp này mà lúc nãy mà em đã nhắc đến, là ví dụ như cái biểu mô sắc tố giảm tế bào nè, hoặc là mao mạch hắc mạc giảm tuần hoàn và cái lớp màng Bruch giảm tính đàn hồi, thì chắc chắn là sẽ gây tích tụ cái drusen ở đây. Nhưng mà những cái drusen này là những cái drusen rất nhỏ và nó phân tán. Tuy nhiên là khi mà bệnh nhân mắc bệnh lý thoái hóa hoàng điểm tuổi già thì cái drusen này nó sẽ tích tụ rất là nhiều và nó sẽ tập trung lại, nó dẫn đến cái tình trạng mà drusen nó làm cản trở cái chuyện mà vận chuyển chất trao đổi qua lại giữa cái tế bào biểu mô sắc tố và mao mạch hắc mạc. Thì khi mà giả thiết đặt ra là nó làm giảm cái tính khuếch tán của cái VEGF thì gây nên cái sự mất ổn định của cái phức hợp ba cái thành phần này, và khi mà nó tích tụ quá nhiều nó có khả năng nó gây đứt vỡ màng Bruch, thì nó sẽ làm tiền đề cho các tân mạch hắc mạc nó trồi lên trên, dẫn đến cái tân mạch ở trong cái em đi thể ướt. Thì việc mà người ta sẽ dựa vào cái kích thước của cái drusen để người ta phân độ trong cái AMD để coi cái nguy cơ của nó như thế nào. Thì đối với trường hợp mà drusen mà không có kèm thay đổi sắc tố á, thì người ta sẽ chia ra làm ba nhóm là drusen nhỏ hay còn gọi là ruthless, drusen kích thước vừa và drusen lớn. Thì drusen nhỏ nó người ta còn gọi là hard drusen, tức nghĩa là những cái drusen cứng thì cái bờ của nó rất là rõ với kích thước là từ 63 micromet trở xuống. Nó rất là ít nguy cơ cho bệnh nhân và có khả năng hơn, tức nghĩa là nó mờ hơn so với cái drusen nhỏ, và kích thước nó sẽ dao động khoảng từ 63 đến 125 micromet thì nó cũng rất là ít nguy cơ. Nhưng mà khi cái drusen nó đã lớn, nó còn gọi là soft drusen hay là drusen mềm, bởi cái bờ giới hạn của nó rất là mờ rồi, do nó là tập hợp lại của nhiều cái drusen khác nhau, kích thước của nó sẽ từ 125 micromet trở lên. Thì những cái drusen này nó có khả năng hợp nhất lại với nhau tạo nên một cái tình trạng gọi là bong biểu mô sắc tố dạng drusen, và khi nó xuất hiện trên hai mắt thì có đến 13% nguy cơ bệnh nhân bị diễn tiến đến AMD giai đoạn muộn. Đây là một cái hình ảnh drusen nhỏ ha, drusen kích thước nhỏ và một cái drusen kích thước lớn. Thì thật ra là khi mà mình chụp hình màu đáy mắt đối với những cái ca này thì hoặc là mình so đáy mắt với kính vôn thì mình chưa chú ý cái gai thị, bởi vì cái kích thước của cái drusen á, khi mình đo trên mình sẽ dựa vào kích thước của cái tĩnh mạch khi nó thoát ra khỏi bờ gai thị. Khi mà drusen có kèm biến đổi sắc tố thì nó là một cái câu chuyện khác nữa. Thì cái drusen nhỏ kèm biến đổi sắc tố nó đã tăng nguy cơ rồi. Khi mà drusen kích thước vừa nó sẽ tăng nguy cơ hơn 10% nếu biến đổi sắc tố cả hai mắt. Và đối với cái drusen lớn
thì nó sẽ chuyển từ 13% lên đến 50% nếu có kèm thay đổi sắc tố. Như vậy mình có thể kết luận được là biến đổi sắc tố kèm lesion nó liên quan mật thiết đến cái nguy cơ diễn tiến thoái hóa hoàn điểm ở giai đoạn muộn trong vòng 5 năm. Đây là hình ảnh của những cái lesion ở trên lâm sàng. Thì lesion ở đây nó có đủ kích thước luôn, từ nhỏ, trung bình cho đến lớn, và mình có thể thấy được là cái bờ giới hạn của nó thay đổi khi nó tăng kích thước. Thì qua cái hình ảnh kế tiếp á, thì mình có thể thấy được là cùng một mắt của một cái bệnh nhân đó sau 4 năm thì nó đã có thay đổi rất là nhiều rồi, bởi vì nó sẽ tăng số lượng nè, tăng kích thước và nó hợp nhất lại với nhau. Và một cái hình ở dưới là mình có thể thấy được có tình trạng biến đổi sắc tố. Thì biến đổi sắc tố ở đây nó được định nghĩa là biến đổi là tăng hoặc giảm sắc tố mà không có bất kỳ một nguyên nhân nào khác để có thể giải thích cho tình trạng đó. Thì cái phân độ AMD á, ở trên lâm sàng á, thì người ta sẽ chia theo cái bảng sau và nó dựa vào cái sự xuất hiện của cái sang thương trong vòng hai đường kính gai tính từ trung tâm hoàn điểm ở bất kỳ mắt nào. Thì khi mà đương nhiên là khi mà không có một cái lesion hoặc là một cái biến đổi sắc tố nào á thì coi như là không có nguy cơ gì cả. Khi chỉ có những cái droplets, những cái lesion kích thước nhỏ không có kèm biến đổi sắc tố thì thực ra đó chỉ là cái tình trạng chuyển biến đổi theo lão hóa bình thường của con người mà thôi. Khi mà bắt đầu xuất hiện những cái lesion 63 đến 125 micromet và không có kèm biến đổi sắc tố thì là AMD giai đoạn sớm. Đến lesion mà người ta gọi là lesion kích thước lớn trên 125 micromet hoặc là có bất kỳ tình trạng biến đổi sắc tố nào là AMD giai đoạn tiến triển. Và đến khi mà nó đã xuất hiện tân mạch hoặc có bất kỳ cái tình trạng mà teo địa đồ nào thì nó là AMD giai đoạn trễ rồi. Thì ngoài ra thì em cũng muốn giới thiệu với mọi người một cái phân độ là theo ARES. Thì thật ra phân độ này mình không sử dụng trên lâm sàng nhưng mà mình cũng nên biết qua để mà mình hiểu được là cái cách người ta làm nghiên cứu, do là cái ARES-2 là một cái khuyến cáo rất là quan trọng trong chuyện mà hạn chế cái diễn tiến cho đến AMD giai đoạn muộn dựa trên các đề nghị sử dụng mà các chất chống oxy hóa. Thì ở đây á, trên cái nghiên cứu ARES á, thì người ta sẽ chia làm ba cái vòng tròn đồng tâm tính từ trung tâm hoàn điểm, với cái vòng tròn trong cùng có kích thước 1 mm, vòng tròn thứ hai á, kích thước 3 mm và vòng tròn thứ ba kích thước 6 mm, với cái loại lesion chính là cái lesion xuất hiện nhiều nhất ở vòng tròn ngoài. Thì lesion nó cũng sẽ được phân theo những cái kích thước giống như mình đã miêu tả trước đó, nhưng mà cái lesion lớn nó lại chia thành 3 nhóm nữa, là cái nhóm từ 125 đến 250 micromet, từ 250 đến 500 micromet và trên 500 micromet, coi xem là có tình trạng tăng sắc tố theo địa đồ hay là tân mạch hay không. Thì cái bảng này thì mình có thể coi sơ qua ha, tại vì mình cũng không có sử dụng ở trên lâm sàng á. Thì trong ARES thì nó phân làm 4 độ, trong đó có 3A, 3B và 4A, 4B. Thì bắt đầu từ cái giai đoạn 3B á, là người ta sẽ tính tới cái yếu tố thị lực. Nếu mà khám ở trên lâm sàng không á, thì mình cũng có thể chẩn đoán được bệnh lý AMD. Thì nhưng mà thực ra là vẫn nên chụp thêm một số cái chẩn đoán hình ảnh cho bệnh nhân để mình xác định xem là cái vị trí của lesion nó nằm ở vị trí nào ở trên võng mạc. Thì khi mà mình chụp OCT á, thì mình sẽ thấy được là những cái lesion kích thước trung bình và lớn nó tăng quang dưới cái lớp biểu mô sắc tố. Ngoài ra là khi mà mình thực hiện chụp FA á, chụp mạch huỳnh quang, mình sẽ dựa trên cái độ toàn vẹn của cái lớp biểu mô sắc tố và cái ái tính của lesion với fluorescein, thì nó sẽ có thể có hai cái hiệu ứng tăng quang và giảm quang. Tăng quang đối với cái hiệu ứng cửa sổ do teo cái lớp biểu mô sắc tố hoặc là bắt màu muộn, hoặc là giảm quang do cái hiệu ứng che lắp do lesion. Thì đối với một số cái chẩn đoán phân biệt ở những cái bệnh nhân cũng có xuất hiện cái hình ảnh lesion ở trên đáy mắt, thì mình đầu tiên mình nên nhắc đến cái tình trạng là loạn chuyển võng mạc Don Honeycomb. Thì đây là một cái bệnh lý di truyền trội trên nhiễm sắc thể thường, với cái tuổi của bệnh nhân xuất hiện sẽ rất là sớm, cho nó là tình trạng di truyền. Thì mình có thể thấy được là trên cái hình ảnh của bệnh nhân nó sẽ xuất hiện những cái xúc tiết hình tia ở xung quanh và nó có thể lan ra đến gần cái bờ thái dương của gai thị.
thì do những cái bệnh nhân này có cái yếu tố gia đình cho nên là sẽ xuất hiện bệnh với tình trạng rất là sớm, cho nên là đến mà bệnh nhân sẽ bị teo địa đồ cũng rất là sớm và cái thị lực cũng sụt giảm theo. Thì đây là hình ảnh của một cái bệnh nhân 28 tuổi. Và có thể thấy được cái tình trạng teo địa đồ nó nằm ở phía xung quanh gai nhiều hơn. Cái loạn dưỡng võng mạc Doyne honeycomb á, thì mình thấy được ở trên lâm sàng á, nó giống như cái tổ ong vậy đó, cho nên nó gọi là honeycomb ha. Thì khi mà mình chụp cái FA á, thì mình có thể thấy được là nó tụ tích tụ rất là nhiều và nó có thể làm dày cái màng ở dưới, nó tạo thành một cái màng rất là dày luôn. Cái chẩn đoán phân biệt thứ hai á, là cái cuticular erosion, thì đây cũng là một cái bệnh lý di truyền và nó ảnh hưởng tới cái gen CSH, thì nó xuất hiện ở trên những cái khởi phát rất là sớm ở trên những cái người trẻ, thì nó có thể tích tụ nhiều đến mức nó dẫn đến cái tình trạng bong biểu mô sắc tố thanh dịch. Và một cái hình ảnh rất là đặc trưng của bệnh nhân này khi mà chụp trên FA, nó gọi là star in the sky, tức nghĩa là sao ở trên trời á. Thì mình có thể nhìn thấy được cái hình ảnh sao trên trời ở trên bệnh nhân này ha. Thì đồng thời chụp OCT thì cái vị trí tích tụ nó cũng tương tự như vậy. Đối với cái trường hợp thứ ba là viêm cầu thận tân sinh mạng tiếp 2 xuất hiện ở trẻ lớn và người trẻ tuổi và cũng cái gen là CFS luôn, thì người ta có thể thấy được á, là đối với những cái bệnh nhân này á, người ta biểu hiện bởi vì cái tên của nó nằm trong cái tên của nó có cái viêm cầu thận tân sinh mạng luôn rồi, cho nên là bệnh nhân á, sẽ có tình trạng là viêm hội chứng viêm thận và hội chứng thận hư, nó rất là nổi trội luôn với cái tình trạng là tiểu máu hoặc là tiểu đạm có liên quan, thậm chí là có phù của trong cái nhánh nội thận nữa, những cái triệu chứng của bên thận nó rất là nổi bật. Thành ra là những cái bệnh nhân này á, là mình muốn chẩn đoán phân biệt thì mình nên chú ý tới cái dịch tễ của bệnh nhân, bao gồm cái tuổi tác và cả cái bệnh lý nền mà bệnh nhân đang phải gặp phải. Thì đối với cái bài này á, thì em muốn nói với mọi người á, là erosion á, là những cái biến đổi bình thường do lão hóa, và nó khi mà xuất hiện erosion thì nó sẽ làm tăng nguy cơ cho bệnh nhân. Thì mình sẽ coi dựa vào cái kích thước của erosion kèm với cái biến đổi sắc tố để mình xem là cái nguy cơ diễn tiến tới AMD giai đoạn muộn của bệnh nhân như thế nào, từ đó để phân độ AMD và cần phân biệt được AMD thể khô với các bệnh lý khác có hình ảnh lâm sàng tương tự. Đến đây là hết bài của em xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe.